Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mây cùng đàn tơ tấu lên chiều nến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tìm con nhỏ bé đứng hay con với. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em an tọa. Con xin được hân hạnh giới thiệu cha giảng thuyết ngày hôm nay tới quý ông bà, anh chị em. Theo như là tài liệu mà con đang giữ ở trong máy computer á, thì con có coi qua thì con mới biết được rằng cha Nguyễn Thiết Thắng của chúng ta đã từng giảng thuyết ở Đại hội Thánh Mẫu nhiều năm. Nhưng mà có lẽ Ngài giảng thuyết lần đầu tiên ở Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào năm 2013. Tính đến nay là 9 năm rồi, thưa quý ông bà, anh chị em. Thế rồi nói cho cùng ra, lúc bấy giờ cha giảng thuyết rất là trẻ, và rồi con cũng không có biết nhiều về tiểu sử của Ngài. Thế rồi nhiều tháng qua con vô tình vào trong YouTube và Facebook, con được xem những cái giờ giảng thuyết của Ngài ở trên Facebook. Hay lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi con được nghe nhiều người nói về tiểu sử của Ngài. Thế rồi bây giờ con mới biết được nhiều về Ngài. Con muốn lập lại cái tiểu sử này để quý ông bà, anh chị em cũng được biết, để chúng ta cảm ơn Chúa đã cho giáo hội một số linh mục rất trẻ và tài ba. Cha Nguyễn Thiết Thắng là thuộc, cha cũng mới cho con, thực sự ra người ta giới thiệu thì nó hơi khác chỗ này một chút xíu, nhưng mà cha mới báo cho con là có sự thay đổi. Thì là cha là thuộc tu hội đoàn, tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa. Bây giờ ta thuộc về cái tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà Chúa. Thì quý ông bà, anh chị em biết là cha sinh năm 1974, tức nhiên là một năm trước biến cố 30 tháng 4 75. Thế rồi gia đình cha có hai người chị nữa, nay đã trở thành sơ của dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Cha thủ phong linh mục vào năm 2013, lúc bấy giờ cha có 29 tuổi thôi. Và cái thời gian đó là cha thuộc đan sĩ Biển Đức, đan viện của núi Thánh Thần Mount Angel Oregon, tiểu bang Oregon đấy. Thì chúng ta biết là vào cái thời gian mà Ngài còn là đan sĩ của Biển Đức á, thì đó là một dòng khổ tu, tối ngày chỉ có đọc kinh chiêm niệm và ít giao tế bên ngoài lắm. Tới rồi Ngài được cha bề trên để ý, coi như là Ngài là những thành phần thông minh và giỏi. Thế là đã gửi qua Roma để học tiếp lấy bằng cấp, để về, để với mục đích là giúp cho các đại học, các trường đại học và đại trung viện. Và bây giờ Ngài là người mà được đi giảng thuyết ở khắp nhiều nơi. Nếu quý vị muốn có những tài liệu giảng thuyết của Ngài, quý vị cứ vào trong YouTube hay là Facebook đánh chữ cha Nguyễn Thiết Thắng là nó hiện lên ngay. Thế rồi, ngày hôm nay cha về đây để bắt đầu giờ hội thảo thứ nhất và giờ thủ hại thứ hai ngày mai, cũng một tựa đề đó là khao khát cầu nguyện. Xin tất cả chúng ta chào đón cha rất trẻ trại trung của chúng ta, một tràng pháo tay đầy cha Nguyễn Thiết Thắng. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà anh chị em. Như thầy Sáu có giới thiệu, cũng 9 năm rồi tôi mới trở lại Đại hội Thánh Mẫu, rất là xúc động, rất là cảm động, bởi vì qua 2 năm Covid
biết bao nhiêu những khó khăn chúng ta đi qua. Thật sự rằng chúng ta không ngờ là chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn ở đây với nhau. Cho điều đầu tiên tôi xin quý cụ, ông bà, anh chị em, chúng ta cùng đứng để tạ ơn Chúa bằng một tràng pháo tay thật lớn. Điều thứ hai là trong những người thân yêu của chúng ta, có những người không qua được dịch bệnh COVID-19 đã ra đi trước chúng ta. Tôi cũng muốn dùng một giây phút ngắn ngủi này để cho chúng ta tưởng nhớ tới linh hồn của những người thân yêu, bạn hữu, ngay cả những người mà chúng ta không quen biết đã ra đi trước chúng ta trong dịch bệnh vừa qua. Với Đại hội Thánh Mẫu này, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên một kinh kính mừng để cầu xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa đón nhận những linh hồn đó và hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Kính mừng Maria, ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Và chúng ta là những người còn sống, còn tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta cũng có biết bao nhiêu những khó khăn, những ưu tư trắc trở mà chúng ta đã đang và tiếp tục phải đối diện trong cuộc sống. Chúng ta cũng dâng tất cả lên cho Chúa qua một kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Giờ đây xin Chúa ban Thánh Thần Chúa ngự xuống trong tâm trí tâm hồn mỗi người chúng con, để giúp cho chúng con biết lắng nghe những gì Chúa muốn chúng con nghe và nói những gì Chúa muốn chúng con nói, để trong mọi sự chúng con ngày càng hiểu biết, để chúng con yêu mến Chúa hơn, và qua Chúa chúng con cũng biết yêu thương tha nhân. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời cộng đoàn an tọa. Chủ đề của buổi chia sẻ hôm nay, tựa đề là khao khát cầu nguyện. Và để giới thiệu chủ đề này, thì tôi đã trích dẫn lời của cha Jacques Philippe. Trong bài chia sẻ này tôi dùng hai tài liệu chính. Tài liệu thứ nhất đó là Thirsting for Prayer của cha Jacques Philippe, và tài liệu thứ hai là A School of Prayer, cũng nghĩa là trường cầu nguyện, của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Tôi dùng hai tài liệu này cho bài chia sẻ của tôi hôm nay cũng như là ngày mai. Nghe tới cầu nguyện thì có lẽ chúng ta ai cũng đã biết rồi. Và xem ra cầu nguyện có thể là một cái chủ đề mà chúng ta thấy rằng có cái gì để mà nói nữa đâu. Và có khi cũng chẳng có gì đáng quan tâm lắm để cho chúng ta phải học hỏi. Bởi vì là người Công giáo thì ít hay nhiều chúng ta đã từng cầu nguyện, và có nhiều người cầu nguyện rất nhiều nữa là khác. Vậy thì tại sao tôi vẫn lựa chọn cái chủ đề cầu nguyện? Cha Jacques Philippe đã nói như thế này về cầu nguyện. Ngài nói rằng một trong những điều mà thế giới của chúng ta cần nhất ngày hôm nay đó là cầu nguyện. Tôi xin lặp lại. Một trong những điều mà thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang cần nhất đó là cầu nguyện. Tại sao lại là cầu nguyện? Bởi vì Ngài nói rằng chỉ có cầu nguyện mới có thể sinh ra một sự đổi mới, một sự canh tân. Chỉ có cầu nguyện mới có thể chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, trong gia đình, trong xã hội. Và chỉ có cầu nguyện mới có thể biến đổi con người, gia đình và xã hội. Thế giới của chúng ta đang sống ngày hôm nay rất có nhiều bệnh hoạn, bệnh thể xác, bệnh tâm hồn, bệnh tâm lý. Và chỉ có khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới có thể kết nối được với thiên đàng, kết nối được với Thiên Chúa. Và vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể chữa lành, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta mà thôi.
Cho nên cầu nguyện xem ra là một việc làm rất đơn giản, nhưng mà không thể thiếu trong đời sống của mỗi người chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Đôi khi chúng ta coi thường việc cầu nguyện. Nhưng như có một lần vào năm 2013, khi tôi cũng giảng tại hội trường này, tôi có nói đến chủ đề cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Là con người chúng ta không thở thì chúng ta chết. Thế là linh hồn của chúng ta, đời sống thiêng liêng của chúng ta không có cầu nguyện thì cũng chết. Cho nên cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn theo cái nghĩa là optional, hay có nghĩa là cầu nguyện không phải là khi chúng ta thích thì cầu nguyện, không thích thì không cầu nguyện, hay khi thuận tiện thì chúng ta cầu nguyện, hoặc là khi chúng ta không thuận tiện chúng ta không cầu nguyện. Không phải vậy, mà cầu nguyện là một nhu cầu cần thiết và cấp thiết không thể thiếu được. Và có thể là cuộc sống của chúng ta đôi khi gặp những sự bất an, mất quân bình, chao đảo. Tất nhiên có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do chính là có khi chúng ta đã không có một đời sống cầu nguyện, đặc biệt một đời sống cầu nguyện cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Cho nên Ngài mới nói rằng một trong những cái nhu cầu cần thiết trong xã hội cũng như trong giáo hội ngày hôm nay là giáo hội phải làm sao để cho những người tín hữu cảm nhận được sự khát khao để cầu nguyện. Làm sao để cho mọi người cảm thấy rằng họ khát khao cầu nguyện, họ thèm khát cầu nguyện, và cầu nguyện thực sự là một nhu cầu không thể thiếu được, để cho họ cảm thấy thích cầu nguyện. Bài giảng của thánh lễ tối hôm qua, thánh lễ khai mạc kính Pháp Thánh Thể, cha Bình bài giảng của Ngài, Ngài có nói là một trong những cái lỗi của giáo hội, đặc biệt là lỗi của chúng tôi là những em linh mục, các giám mục, là chúng tôi đã không giúp cho ông bà anh chị em thêm lòng yêu mến phép thánh thể. Thì ngày hôm nay cha Jacques Philippe cũng nói một trong những điều mà giáo hội cần thiết phải làm cho giáo dân ngày hôm nay là cho mỗi giáo dân làm sao để cảm thấy khao khát cầu nguyện, muốn cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng trong buổi chia sẻ hôm nay tôi sẽ cố gắng, với tất nhiên với ơn của Chúa, bởi vì Chúa Thánh Thần mới là cái tác giả chính, là thuyết trình chính, tôi chỉ là cái công cụ Ngài sử dụng thôi. Và bài ngày mai tôi sẽ nói tới một cái điểm Ngài nói ngoài cái việc làm sao để cho mọi người tín hữu cảm thấy khát khao yêu thích cầu nguyện ra, thì ngày mai bài kế tiếp thì tôi sẽ nói về chủ đề là làm sao để giúp cho người giáo dân biết cách cầu nguyện. Thứ nhất là làm sao để khát khao cầu nguyện. Thứ hai là làm sao để biết cách mà cầu nguyện. Có lẽ là ông bà anh chị em nói rằng làm sao lại phải dạy chúng con cầu nguyện, bởi vì chúng ta đã cầu nguyện lâu nay rồi. Thưa ông bà anh chị em, ngay chính các tông đồ còn phải nói với Chúa Giêsu cách đây vài tuần trong bài tin mừng, các ông đã nói gì? Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Chính các tông đồ cũng nói với Chúa Giêsu rằng hãy dạy cho chúng con cầu nguyện. Thế ngày hôm nay mỗi người chúng ta, dù rằng chúng ta đã cầu nguyện nhiều lần, nhiều năm, và có thể là nhiều người cầu nguyện rất sốt sắng hơn cả anh em linh mục tu sĩ chúng tôi nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta hãy cùng với mẹ Maria trong tâm tình khiêm tốn để chúng ta cùng nhau học cầu nguyện. Học để làm sao xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói rằng nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng không biết cầu nguyện làm sao cho phải nữa. Cho nên chúng ta khiêm tốn để xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Thế là bây giờ cầu nguyện quan trọng như thế nào? Tại sao chúng ta lại phải khao khát cầu nguyện? Thưa, lý do thứ nhất để chúng ta cảm thấy khao khát cầu nguyện và chúng ta nên cầu nguyện, đó là cầu nguyện là một yếu tố chính cho đời sống đức tin. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa mà chúng ta không cầu nguyện, chúng ta chẳng nói chuyện với Chúa, thì chúng ta tin cái gì? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là nơi mà chúng ta diễn đạt niềm tin của chúng ta. Khi ông bà anh chị em cầu nguyện là chúng ta đang tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa. Vì tin rằng có Chúa cho nên chúng ta mới cầu nguyện. Còn nếu không tin có Chúa thì cầu nguyện để làm gì? Cho nên
Chính việc cầu nguyện là nơi mà chúng ta biểu lộ niềm tin của chúng ta vào một đấng siêu phàm, một đấng siêu nhiên, vào một Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng tôi tin vào Chúa mà lại chẳng bao giờ cầu nguyện. Tôi chưa nói rằng chúng ta có cầu nguyện sốt sắng hay là không. Mà đặc biệt hôm nay tôi muốn nói nhiều hơn về cầu nguyện riêng. Cầu nguyện thì có thể chia thành hai loại cầu nguyện chính. Thứ nhất gọi là phụng vụ. Phụng vụ bao gồm thánh lễ và bảy bí tích. Được gọi là phụng vụ, đó nghĩa là những cái giờ cầu nguyện chính, những giờ cầu nguyện chung của giáo hội. Và một cái loại cầu nguyện khác gọi là các cái việc đạo đức. Ví dụ như là lần chuỗi mân côi, đọc kinh lòng Chúa thương xót, đọc kinh ông thánh nọ bà thánh kia, vân vân, được gọi là việc đạo đức. Thì trong đó có những giờ cầu nguyện riêng. Các giờ cầu nguyện chung của giáo hội, có nghĩa là thánh lễ và các bí tích, rất quan trọng, không thể thiếu được. Nhưng mà những giờ cầu nguyện riêng cũng không kém phần quan trọng. Đây là nơi mà chúng ta thực sự cảm nghiệm, đi vào một cái mối tình, một cái liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không có phải chung chung đâu. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương con người có nghĩa Thiên Chúa yêu ai cũng như ai. Không phải vậy. Thiên Chúa yêu tất cả mọi người, nhưng mà Thiên Chúa yêu mỗi người một cách khác nhau. Không ai giống ai cả. Thiên Chúa yêu thương tôi khác với ông bà anh chị em, bởi vì mỗi người chúng ta có một cá tính riêng biệt, không ai giống ai cả. Và mỗi người chúng ta có những tiểu sử riêng biệt, không ai giống ai cả. Cho nên Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tất cả mọi người. Nhưng mà trên một phương diện, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta một cách khác nhau. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có những cá tính khác nhau, đều có những cái vui buồn sướng khổ khác nhau, đều có những cái tiểu sử khác nhau. Cho nên Thiên Chúa yêu mỗi người cách khác nhau. Và chúng ta chỉ cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa thực sự khi chúng ta cầu nguyện riêng với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có những giờ cầu nguyện riêng với Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không cảm nghiệm được cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách cá nhân, cá biệt được đâu, thưa ông bà anh chị em. Một cái điểm nữa, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng cầu nguyện, làm sao để cầu nguyện, là chúng ta hay nói là tới cầu nguyện là cứ xin ơn này ơn kia. Nhưng mà thưa, không phải cầu nguyện việc chính, không phải là xin ơn này ơn kia, mà việc đầu tiên của việc cầu nguyện là gì? Như tôi nói là để xác nhận niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Thứ hai là cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Cái điều đó quan trọng hơn là chúng ta có được cái gì hay không. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng kết quả của việc cầu nguyện chúng ta là chúng ta xin có được ơn này ơn kia không. Nhiều người ví dụ những buổi làm chứng nó xin là tôi đã cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho tôi cầu nguyện cho nên Chúa cho tôi gia đình tôi được công ăn việc làm, tôi cầu nguyện cho nên là tôi được cái này được cái kia. Những cái điều đó quan trọng, thương bạn chị em, nhưng mà không quan trọng bằng một cái ơn đặc biệt hơn, đó là sự bình an ở trong tâm hồn. Bởi vì sao vậy? Giàu tiền của, nhưng mà chắc chắn có được bình an không? Có đúng không nào? Có nhiều người rất giàu có, rất khỏe mạnh, nhưng mà tâm hồn lại rất là bất an. Có những người công ăn việc làm rất thoải mái, nhưng mà vẫn không có bình an trong tâm hồn. Đặc biệt là khi chúng ta là những người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ, sống ở hải ngoại này, chúng ta biết rõ hơn ai hết. Ở đây chúng ta không thiếu ăn, không thiếu mặc, nhưng mà có rất nhiều cá nhân và gia đình bất an, có phải vậy không? Mà đa số những bất an của chúng ta không phải bởi vì chúng ta không đủ ăn, không phải là hoàn toàn là bởi vì chúng ta không đủ mặc, mà cũng không phải là bởi vì chúng ta không có công ăn việc làm, mà sự bất an nó đến từ những yếu tố khác. Cho nên quan trọng hơn cả nào là mạnh khỏe, cả tiền của, là sự bình an ở trong tâm hồn, thưa ông bà anh chị em. Và sự bình an ở trong tâm hồn nó chỉ có thể đến được khi chúng ta có một mối dây liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa qua những giờ cầu nguyện. Tôi đưa ra một ví dụ cụ thể như thế này. Câu chuyện này tôi cũng đã kể nhiều lần rồi. Khi tôi còn là một đan sĩ tại Montreal thì nhà thờ của chúng tôi ở trên đồi. Rồi có một thầy, cứ hàng ngày là buổi tối là thầy có trách nhiệm ra để đóng cửa nhà thờ. Thế một ngày kia khi thầy tới giờ rồi thầy đóng cửa nhà thờ thì thấy một người phụ nữ, người Mỹ ngồi ở trong nhà thờ một mình. Và ta đang cầu nguyện. Thì thấy cũng là một người tế nhị thì bà thầy mới ngồi chờ. Để cho khi nào bà cầu nguyện xong ra về thầy mới đóng cửa nhà thờ. Thế thầy ngồi chờ 5 phút rồi 10 phút rồi 15 phút. Bà vẫn ngồi ở đó, bà không ra về.
Thì thầy không chờ được nữa, thầy mới tế nhị mà nói rằng là, thưa bà, xin lỗi bà, tới giờ chúng tôi đóng cửa nhà thờ rồi, bà có thể ra về và hôm sau bà trở lại có được không? Thì bà ta quay lại, bà ta nói với thầy như thế này: làm ơn cho tôi ngồi thêm một ít phút nữa, bởi vì chiều hôm nay tôi vừa mới nhận được tin đứa con gái duy nhất của tôi đã bị tai nạn xe qua đời rồi, và tôi không biết làm gì hết. Khi tôi ngồi đây để nhìn thấy Chúa Giêsu trên tượng chuộc tội, trên thánh giá đó, tôi cảm thấy được an ủi. Tôi không biết làm gì hết, tôi không biết đi đâu hết, tôi chỉ biết ngồi đây, và ngồi đây cảm thấy cho tôi được thêm sức mạnh, sự bình an. Và bà ta xin được ngồi thêm vài phút nữa. Chúng ta thấy đó là một ví dụ rất cụ thể. Chỉ có khi chúng ta với Chúa, chỉ chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta mới thật sự tìm được nguồn sức mạnh, nguồn bình an từ đáy sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta mà thôi, không ở nơi khác. Lúc đó dù bà ta, ai có cho bà ta 1 tỷ đồng, bà ta cũng chẳng cảm nhận được sự bình an. Lúc đó bà ta có khỏe mạnh, bà ta gì, chỉ có ở trong Chúa, nơi Chúa, trong giây phút cầu nguyện đó, bà mới cảm nhận được sự bình an thực sự, thưa ông bà anh chị em. Chính bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đó. Vào năm 2012, khi tôi đang học ở bên Roma, thì có một buổi tối tôi bị đau bụng, đau kinh khủng lắm, tôi không biết là tại sao, đau đến mức độ là tôi ngồi cũng không được, đứng cũng không được, nằm cũng không được, cả đêm tôi không ngủ được, cứ ngồi một chút lại đứng lên, nằm xuống một chút lại đứng lên, suốt cả một đêm như vậy. Tôi chỉ mong làm sao cho trời nó tảng sáng ra một chút để tôi đi bệnh viện cấp cứu mà thôi. Trong lúc đau như vậy thì tôi cũng có nghĩ tới những bà anh chị em, những người nằm trong bệnh viện, những người bị ung thư, những người bị liệt 5 năm, 10 năm, thì tôi nghĩ tới họ, thì tôi rằng tôi phục họ, kính trọng họ, và tôi thấy rằng nếu như không có ơn của Chúa, họ không có thể chịu đựng được liệt lào, ốm đau, bệnh tật mấy năm như vậy đâu, bởi vì tôi đây chỉ có một đêm thôi mà đã sống dở chết dở rồi, thì những người đó không có ơn Chúa trợ lực, làm sao họ có thể chấp nhận những cái đau khổ như vậy được. Nhưng mà trong những lúc như vậy tôi đã làm gì? Tôi chỉ có biết cầu nguyện thôi. Tôi cầu nguyện rồi đến lúc mà tôi đi cấp cứu thì ở bên Ý thì họ làm việc rất là quan liêu. Cho nên khi tôi đến bệnh viện cấp cứu nha, mà tôi ngồi làm giấy tờ, tôi ngồi cả 1 tiếng đồng hồ, chẳng bác sĩ y tá nào đưa tôi vào cấp cứu tôi cả. Tôi cứ ngồi đấy tôi lại cầu nguyện, cầu hết kinh này kinh khác rồi tôi chẳng biết cái gì nữa. Thì tôi nhớ tên ông thánh nào bà thánh nào thì tôi kêu cầu ông thánh bà thánh đấy. Có bao nhiêu thánh tôi kêu hết, không chừa một ông thánh bà thánh nào. Cứ tôi nhớ được, ngồi lại nhớ tới ông thánh này nhớ bà thánh kia, tôi cứ kêu vậy. Rồi kinh cầu này kinh cầu kia, thì cuối cùng là gì? Tôi chờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ y tá chẳng ai làm gì tôi hết. Thôi đứng lên tôi đi về. Tôi đi về mà tôi cũng chẳng báo cho gì đó, tôi đi bộ về. Tôi đi bộ về thì tự nhiên nó lại hết đau dần. Rồi tôi mới vào một cái tiệm thuốc, và bên Ý thì nó cũng rẻ hơn bên Mỹ này. Bên Mỹ này thì đa số nhiều loại thuốc là phải có toa bác sĩ người ta mới bán. Nhưng bên Ý thì dễ dàng hơn về vấn đề đó. Thế tôi vào cái tiệm thuốc rồi tôi cũng trình bày cái bệnh của tôi. Rồi họ cho tôi thuốc, tôi về tôi uống thì hết thôi. Đó. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói tới không phải là cái việc mà tôi được chữa lành. Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng bằng cái việc cầu nguyện. Chính những cái lời cầu nguyện trong cái lúc đau đớn như vậy đó, nó cho tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Nó thực sự ban cho tôi cái sự bình an ở trong tâm hồn. Cho nên vì vậy mà chúng ta cầu nguyện, ông bà anh chị em, đừng cứ lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ rằng phải được cái gì đó về thể lý hay vật chất. Mà quan trọng hơn là niềm tin của chúng ta được củng cố. Là sự bình an ở trong tâm hồn. Là niềm tin cậy phó thác vào Chúa. Nó quan trọng hơn tất cả những cái vật chất và thể lý chúng ta có thể đạt được ở trong tâm hồn. Bởi vì những cái đó, những cái vật chất đó, Chúa không cho. Chúng ta cũng có thể cách nào đó đạt được cái điều đó. Nhưng mà có những điều chỉ có Chúa mới cho được thôi. Không ai cho chúng ta được cả. Đó mới là cái điều quan trọng và đáng quý hơn. Thế là cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói tới thứ nhất. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Thưa thứ nhất, chúng ta cầu nguyện bởi vì đó là lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta không tự nhiên mà chúng ta biết cầu nguyện, thưa ông bà anh chị em. Chúng ta đừng nghĩ rằng tự nhiên chúng ta cầu nguyện và chúng ta thấy rằng chúng ta muốn cầu nguyện. Cầu nguyện đầu tiên là do chính Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện.
chứ không phải đó là tự ý riêng chúng ta. Và Thánh Kinh có nói rất rõ như thế này. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Thessalonica chương số 5 câu 17 thì lời của Chúa nói là gì? Hãy cầu nguyện một cách liên lỉ. Lời Chúa nói như vậy. Hãy cầu nguyện một cách liên lỉ. Hay là trong tin mừng của Thánh Matthew chương 26 câu 41 nói rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Rồi trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương số 6 câu 18 nói rằng hãy cầu nguyện luôn luôn. Pray at all times. Hãy cầu nguyện luôn luôn. Cho nên việc chúng ta cầu nguyện là đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn chúng ta, tác động trong tâm hồn chúng ta, thúc giục chúng ta cầu nguyện. Cho nên khi ông bà anh chị em có một ý thức rằng mình nên cầu nguyện hay mình cần cầu nguyện, không phải tự ý chúng ta nghĩ ra đâu, mà là chính Thiên Chúa đã tác động, đã đánh động trong tâm hồn, tâm trí chúng ta, thúc giục chúng ta cầu nguyện. Chứ không phải tự chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Vì vậy Thánh Phaolô mới nói rằng không có ơn Chúa Thánh Thần chúng ta không thể làm được gì. Hay là trong các giờ kinh thần vụ đó, ở đây chắc là có nhiều người đọc kinh thần vụ hay được gọi là các giờ kinh phụng vụ đó, thì đầu các giờ kinh thần vụ mà buổi sáng sớm đó thì có câu là gì? Lạy Chúa Trời xin mở miệng con. Đó là lời cầu nguyện. Để biết cách cầu nguyện, thưa ông bà anh chị em, lạy Chúa Trời xin mở miệng con là bởi vì nếu như không có ơn Chúa, con không biết mở miệng để cầu nguyện như thế nào. Cho nên lạy Chúa xin hãy đến mở miệng con ra, giúp cho con biết cầu nguyện. Bởi vì có nhiều người vừa sáng ra mở miệng ra là đã chửi người khác rồi, có đúng không? Có không? Vừa thức dậy ra khỏi chữ, ví dụ đang ngủ ngon như vậy đó, ông nào? Đang ngủ ngon, vừa hôm qua đi làm về mệt, đang ngủ ngon vậy, đứa nào nó đến dậy thức đi làm, tức quá, mẹ nó chưa ngủ được tí ra gọi rồi. Em nào có nghĩa là vừa mở miệng ra là đã chửi người khác rồi. Cho nên là để cho chúng ta vừa mở miệng ra mà chúng ta có thể cầu nguyện tạ ơn Chúa được thì phải có ơn Chúa. Cho nên là giáo hội mới dạy chúng ta phải cầu nguyện, để biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa Trời xin mở miệng con. Thế rồi con mở miệng ra, con biết cầu nguyện, con biết chúc tụng ca khen Chúa. Rồi vào các giờ kinh khác thì là bắt đầu giờ kinh nói là gì? Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Có nghĩa là lạy Chúa, con sắp sửa cầu nguyện đây. Con sắp sửa làm một cái việc rất là trọng đại, rất là cần thiết. Và nếu như không có Chúa trợ giúp, con sẽ không biết cầu nguyện làm sao cho đúng, cho sốt sắng. Cho nên lạy Chúa Trời xin mau đến giúp con, xin mau mau phù trợ cho con. Bởi vì đây là một việc rất trọng đại, và nếu không có ơn Chúa, con sẽ không làm một cách tốt đẹp và sốt sắng được. Cho nên lạy Chúa Trời xin mau mau đến cứu giúp con. Cho nên qua cái lời kinh nhỏ bé ngắn gọn đó thôi, chúng ta đang xin ơn Chúa. Hay như lời Thánh Phaolô nói, chúng ta xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta biết cách cầu nguyện. Cho nên ngay cầu nguyện đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa, chứ không phải tự ý riêng của chúng ta biết làm cái điều đó, mà là lời mời gọi của Thiên Chúa. Rồi một cái điểm nữa chúng ta thấy rằng trong cầu nguyện, để chúng ta ý thức được, đó là khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đặt Thiên Chúa trên là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta không đặt Thiên Chúa là mục đích, là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta, thì sớm hay muộn, cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đi lạc đường, chúng ta sẽ mất cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta sẽ mất bình an. Chỉ có khi chúng ta đặt Thiên Chúa lòng trọng tâm của cuộc sống của cá nhân chúng ta, gia đình của chúng ta, thì chúng ta mới tìm được sự bình an, mới tìm được sự cân bằng ở trong cuộc sống. Đưa ra một ví dụ cụ thể. Giáo hội dạy chúng ta là phải giữ ngày Chúa Nhật, có đúng không nào? Tôi muốn dùng nhân từ là giữ ngày Chúa Nhật. Nhiều người thì hiểu lầm rằng cứ đi lễ ngày Chúa Nhật là chu toàn bổn phận rồi. Kinh 10 điều răn không nói là giữ ngày Chúa Nhật theo cái nghĩa là buộc phải đi lễ ngày Chúa Nhật, mà giữ ngày Chúa Nhật có nghĩa là gì? Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Ngoài cái việc đi lễ ra thì còn kiêng việc xác. Kiêng việc xác để làm gì? Để có giờ cho Chúa, để có giờ cho vợ chồng con cái, để có giờ cho cha mẹ anh chị em và thăm viếng bạn bè và nghỉ ngơi.
Hay nói cách khác là ngày Chúa Nhật giúp cho chúng ta giữ được sự quân bình, cân bằng ở trong cuộc sống. Nói về thể lý, con người thân xác của chúng ta không phải là cái máy. Cái máy mà nó chạy nhiều quá, nó cũng cháy, đúng không nào? Thế là con người mà cứ làm quần quật không được nghỉ ngơi phần hồn phần xác thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh mà chết. Có đúng không? Thế mà nhiều người là cứ lo đi làm, nghĩ rằng có những người chồng cứ lo đi làm, nghĩ rằng vì thương vợ thương con cho nên phải làm một tuần 7 ngày, làm không có giờ nghỉ ngơi, làm không có giờ cầu nguyện nữa. Vì thương vợ thương con, muốn có vợ con mình, có nhà cửa, có xe cộ, có thể đi đây đó được. Nhưng mà làm quá như vậy sao? Bệnh phần xác cũng có mà có khi luôn bệnh cả phần hồn nữa. Thế rồi làm gì? Bệnh chết. Chết thì để lại một tài sản kích xù như vậy cho vợ nó làm gì? Nó đi cưới đằng khác. Hoàn toàn không phải lỗi của cô đấy, đúng không nào? Cô đâu có cầu nguyện ra xúi cho anh bảy bên chết đâu. Đó, anh hoàn toàn tự do tự nguyện thôi. Ngược lại, có những người vợ thế nào cũng vì thương chồng thương con đi làm, đặc biệt là các cô các chị, nhiều chị cô làm đi làm neo đấy, rất siêng năng, cũng vì gia đình, vì chồng vì con đi làm ngày làm đêm. Nhưng mà con người thì đâu có thể nào mà cứ ngủ một mình được. Thế là anh chồng anh ở nhà chiều đi làm về mà thấy vợ chưa về, anh cũng buồn đúng không? Anh cũng muốn có người tâm sự. Mà giờ vợ không có nhà tâm sự thì có khi anh lại tâm sự với cô hàng xóm thôi. Cho nên khi chúng ta không giữ sự quân bình trong cuộc sống thì nhiều những cái chuyện vấn nạn nó từ từ nó xảy ra. Cho nên Chúa và giáo hội đưa ra cái luật giữ ngày Chúa Nhật không phải cho Chúa mà là cho chúng ta. Cho chúng ta có một sự quân bình trong cuộc sống về thể lý, về cảm xúc, về cả tâm lý nữa. Bởi vì vợ chồng phải có giờ để tâm sự chia sẻ với nhau chứ. Điều khải bây giờ cưới nhau 5 năm, 10 năm rồi, 3, 4 đứa con rồi thì tự nhiên không cần phải tâm sự nữa đâu. Mà nhiều gia đình vì không tâm sự với nhau, không chia sẻ với nhau cho nên không hiểu nhau và từ đó hiểu lầm, và từ những sự hiểu lầm đó mới xảy ra những sự tranh chấp cãi vã làm tổn thương đến nhau. Nhiều gia đình lâu nay không còn vợ chồng con cái, không còn tâm sự với nhau nữa. Mà chỉ khi nào tức nhau thì chửi nhau có, cãi nhau thì có. Nhưng mà khi tâm sự thì bây giờ rất là ít, có phải không bà anh chị em? Ông bà anh chị em là những người sống trong đời sống gia đình có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi nói có đúng không? Đa số không còn dành giờ để tâm sự với nhau. Cách đây mấy năm rồi tôi có đi giảng ở bên Virginia nhà và có một bác đã tâm sự chia sẻ với tôi như thế này. Bác nói rằng, thưa cha, ngày xưa đó là con làm nhà hàng, mà không những một cái nhà hàng mà hai cái nhà hàng rất thành công, làm được nhiều tiền lắm. Nhưng mà con quan sát vài năm thì con thấy như thế này. Nếu con còn tiếp tục làm như vậy nữa thì con sẽ phá vỡ hết hôn nhân gia đình của các con của con. Bởi vì sao vậy? Con của con trai, con dâu, con gái, con rể đều đổ vào đi làm nhà hàng cho con hết cả. Lúc chồng làm thì vợ ở nhà, lúc vợ ở nhà chồng làm, có nghĩa là gì? Họ vợ chồng con cái chúng nó không có giờ cho nhau. Mà nếu chúng con cứ tiếp tục cái con đường như thế này, tiền chúng con vào nhiều như nước đấy, nhưng mà có khi là chính con lại làm cho vợ con cái, gia đình con gái con sẽ hoàn toàn đổ vỡ khi vợ chồng con cái nó không còn dành giờ cho nhau nữa. Mà vì hạnh phúc của các con của con, cho nên con quyết định con phải đóng nhà hàng, con phải nghỉ. Để cho các con của con, nó có giờ vợ chồng con cái, nó có giờ nó dành cho nhau. Cho nên chúng ta thấy, khi chúng ta không có Thiên Chúa làm trọng tâm, khi chúng ta không có sự quân bình trong cuộc sống, từ đời sống tâm linh cho đến đời sống tình cảm, đời sống thể lý, khi nó mất sự công bình đó, thì tự nhiên những vấn nạn từ từ nó len lỏi vào trong cuộc sống của chúng ta. Lúc nào chúng ta không hay không tưởng tượng được. Khi mà tôi đi sinh hoạt với các bạn trẻ đấy, tôi nhớ một lần các bạn trẻ chia sẻ với tôi mà tôi cảm thấy rất là cảm động. Có những em trẻ nói với tôi như thế này này. Thưa cha,
bố mẹ của con cho con ăn, cho con đi học. Nhưng mà bố mẹ chúng con chưa đụng vào thân xác chúng con bao giờ. Bố mẹ con chỉ đụng vào thân xác của con khi bố con nóng lên, bố con đánh con mà thôi. Đá cho một cái, tát cho một cái, đấm cho một cái. Còn không thì bố mẹ con chưa bao giờ đụng vào thân xác của con cả. Một câu chia sẻ rất đau lòng. Không có một cái vỗ vai, vỗ về, khích lệ. Không có một cái ôm yêu thương. Mà chỉ đụng vào thân xác con khi tức lên, đấm cho con một cái, tát cho con một cái, hay đá cho con một cái mà thôi. Cái sự thật nghe ra phũ phàng. Nhưng mà đó là trong những kết quả của những sự chúng ta làm mất quân bình ở trong cuộc sống. Cho nên, trước khi nó quá trễ, chúng ta hãy một lần nữa đặt Thiên Chúa làm trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Để chúng ta từ từ lấy được sự quân bình đó. Chính bản thân tôi cũng cần làm điều đó, chứ không phải là chỉ ông bà anh chị em đâu. Những cái điều gì tôi chia sẻ với ông bà anh chị em ngày hôm nay không phải để cho anh bà anh chị em nghe không, mà lo chính bản thân của tôi cũng cần phải nghe những điều đó. Bởi vì chính bản thân tôi cũng nhiều khi rất là bận rộn. Bận rộn quá cho nên là cũng có thể làm mất cái sự quân bình đi. Ngay cả trong đời sống cầu nguyện. Ví dụ trong đời sống của chúng tôi tu sĩ là chúng tôi cần phải đọc kinh thần vụ, kinh phụng vụ đó. Thì nó gồm 7 giờ kinh. Giờ kinh đầu tiên thì gọi là giờ kinh sách, hay là gọi là giờ kinh sách. Giờ thứ hai giờ kinh sáng. Rồi khoảng 9 giờ thì có giờ kinh giữa sáng. Rồi trưa 12 giờ có giờ kinh trưa. Rồi 3 giờ chiều có giờ kinh giữa trưa. Rồi 5 hoặc 6 giờ chiều có giờ kinh chiều. Và tối có giờ kinh tối. Mục đích để làm gì vậy? Để thánh hóa cả ngày sống. Để chúng tôi giữ được cái sự quân bình trong ngày sống đó. Để rồi trong ngày sống dù bận rộn hay có chuyện biến cố gì xảy ra, chúng tôi luôn luôn có Chúa như là cái cột trụ để giữ chúng tôi đứng vững, đứng chắc lại. Nhưng mà nhiều khi vì bận rộn công việc mục vụ, rất nhiều anh chị em linh mục của chúng tôi đã không cầu nguyện được đúng những cái giờ như vậy, mà đôi khi phải cầu nguyện dồn lại. Có nghĩa là gì? Chỉ có chu toàn bổn phận thôi. Cho nên có khi sáng sớm người ra dậy thật sớm vào, đọc đủ 7 giờ. Rồi cả ngày cứ vậy làm việc. Thế rồi chúng tôi chu toàn bổn phận, chúng tôi không mắc lỗi. Nhưng mà nó lại mất cái mục đích và đánh mất mục đích và ý nghĩa của giờ kinh đi. Bởi vì giờ kinh để làm gì? Để thánh hóa cả một ngày sống mà. Thánh lễ là trọng tâm được các giờ kinh. Nó như thánh hóa cả một ngày sống. Bây giờ chúng tôi lại dồn hết vào 1 giờ hay dồn vào 2 giờ còn những giờ khác. Thì chúng tôi vẫn làm, vẫn chu toàn bổn phận. Nhưng mà chúng tôi lại cách nào đó đã đánh mất cái mục đích ý nghĩa của các giờ kinh thần vụ đi. Đấy là anh em chị em chúng tôi là tu sĩ đấy. Mà cũng có thể đánh mất cái sự quân bình trong đời sống cầu nguyện của mình. Thì huống gì là ông bà anh chị em là những người đầu tắt mặt tối với công việc hàng ngày. Thì chắc chắn rất dễ để đánh mất cái quân bình trong đời sống cầu nguyện của mình. Có phải ông bà anh chị em? Cho nên rằng chúng ta rất dễ. Vì vậy chúng ta cần phải giữ cái sự quân bình, đặt Thiên Chúa làm trọng tâm. Và khi có Thiên Chúa là trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ quân bình và sẽ khác. Một cái điểm nữa đó là khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ được nếm thử mùi vị của thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nếm thử được mùi vị của thiên đàng. Tin mừng theo Thánh Gioan chương số 1 câu 51 đã nói như thế này: You will see heaven open. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy thiên đàng mở ra. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy thiên đàng mở ra. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, thưa ông bà anh chị em, chúng ta bước vào một sự sống siêu nhiên. Chúng ta cách nào đó tạm thời rời bỏ cuộc sống này để đi vào một sự sống siêu nhiên, để gặp gỡ, để đụng chạm tới đấng mà chúng ta không nhìn thấy, không sờ nắm được. Trong thế giới này, chúng ta nhìn thấy nhau, sờ nắm nhau được. Còn trong thế giới cầu nguyện là nơi mà chúng ta gặp gỡ một đấng mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không sờ nắm được. Mà chúng ta cảm nhận được trong đức tin mà thôi. Cho nên đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nước trời sẽ mở ra. Để cho chúng ta một giây phút nào cảm nghiệm được một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cụ thể nhất là gì? Là có một số các thánh đó.
khi họ cầu nguyện, Chúa ban cho họ được cái ơn xuất thần. Để rồi thân xác của họ vẫn ở dưới đất này, nhưng mà linh hồn họ hầu như đã được về thiên đàng rồi. Thánh Gioan Thánh Giá đã có cảm nghiệm đó. Nếu bảo anh chị em nào đã từng được coi cái phim Thánh Gioan Thánh Giá đó, thì trong cái đoạn là khi Ngài trốn khỏi cái tù mà anh em Ngài nhốt Ngài trên cái tháp canh đó, Ngài trốn được, Ngài mới đến và Ngài giảng cho các sơ dòng cắt minh, các sơ dòng kín đó. Thì Ngài trong lúc Ngài đang giảng chia sẻ cho các sơ dòng kín thì làm gì? Tự nhiên thân xác Ngài bay bổng lên trên không. Bay bổng lên trên không mà Ngài cũng chẳng biết nữa. Ngài vẫn cứ giảng bình thường thôi. Các sơ thì nhìn thấy, ha hốc miệng ra, nhìn, nhưng mà Ngài thì đó là những cảm giác mà, hay những cảm giác người ta nói là những cái cảm nghiệm huyền bí. Đa số chúng ta đây thì chưa có đạt được cái mức độ đó, chưa được cái ơn bay bổng lên trên không, phải không nào? Mà tôi cũng hy vọng là không có nhiều người bay bổng lên. Bởi vì nếu mà đây mà có nhiều người bay bổng lên thì nổi loạn cả. Mà bay bổng lên thì đã vậy rồi, nhưng mà cái lúc xuống thì xuống làm sao? Bay bổng lên mà không biết cách xuống rồi cuối cùng ngã xuống rồi đứa gãy chân gãy tay thì lúc đấy lại phải xin một thánh lễ chữa lành nữa. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta được nếm thử cái mùi vị của thiên đàng. Bởi vì chỉ có nơi thiên đàng chúng ta mới cảm thấy nhận được sự bình an một cách trọn vẹn mà thôi. Ngày nào còn trên trần gian này thì chúng ta không thể cảm nhận được sự bình an trọn vẹn được. Ngay cả trong đời tu, ông bà chị em còn nhớ trong tác phẩm Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài có kể một cái câu chuyện rằng Ngài nói rằng khi tôi còn bé, khoảng mấy tuổi thôi, mỗi lần đi học về thì mẹ Thánh Nữ qua đời sớm mà, cho mỗi lần đi học về thì bố Thánh Nữ hay bế Thánh Nữ đặt trên đùi của ông, và ông hay đọc một cái bài thơ, trong đó có một đoạn như thế này: cuộc sống trên trần gian như một con thuyền, nay bến nọ, mai bến kia, chỉ có khi nào chúng ta về thiên đàng thì mới là nhà thật thôi. Ngày nào còn sống trên trần gian, chúng ta vẫn như một con thuyền, nay bến nọ, mai bến kia. Nói như vậy không phải là các ông nay vợ này, mai vợ kia đâu nha. Và tại sao Thánh Nữ khi còn trẻ, Thánh Nữ qua đời năm có 24 tuổi thôi, Thánh Nữ cảm nhận được điều đó? Bởi vì trong cuộc đời của Thánh Nữ rất ngắn, nhưng mà Thánh Nữ đã trải qua được rất nhiều những cuộc hợp và tan. Sinh ra không lâu thì mẹ qua đời. Mẹ qua đời rồi thì người chị cả trở thành như người mẹ thứ hai của Thánh Nữ. Chẳng được bao lâu, người chị đó lại chia tay gia đình để gia nhập vào dòng kín. Người chị thứ hai trở thành người mẹ của Thánh Nữ, chẳng được bao lâu lại gia nhập vào dòng kín. Và trong gia đình Thánh Nữ đã có những người anh trai của Thánh Nữ qua đời khi còn rất bé. Rồi cuối cùng bố của Thánh Nữ cũng qua đời nữa. Thế là trong một cuộc đời ngắn ngủi, Thánh Nữ đã cảm nhận được rất nhiều trải nghiệm cuộc đời hợp và tan của kiếp người. Cho nên dù trẻ như vậy, Thánh Nữ hiểu rằng cuộc đời con người chỉ là một con thuyền, nay bến nọ mai bến kia, chỉ là một cuộc lữ hành mà thôi, chỉ có khi nào về thiên đàng mới về nhà thật. Thánh Nữ cảm nghiệm rất sâu sắc về sự phù vân của kiếp người. Thế là giữa sống giữa cái phù vân kiếp người này, đặc biệt là đa số những cái trăn trở đau khổ, thì để được nếm thử mùi vị thiên đàng ở một giây phút trong ngày sống của chúng ta sẽ nâng đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta rất nhiều, thương bài chị em. Có nhiều người thì vì đau khổ cho nên làm gì? Tìm đến rượu bia, tìm đến xì ke ma túy. Nó có thể làm cho người ta quên đi cái niềm đau khổ đó trong một giây lát nào đó, nhưng mà khi tỉnh lại rồi lại còn buồn hơn, khổ hơn nữa. Chỉ có niềm tin, chỉ có sự bình an, niềm vui nơi Thiên Chúa, nó mới là lâu dài, sâu thẳm mà thôi. Nếu chúng ta chỉ đi tìm sự an ủi, quên để quên đi những đau khổ, những chuyên chuyên của cuộc đời bằng những cái cảm giác lạ, bằng những cảm xúc lạ, cảm xúc đến, cảm xúc đi. Thế là thay vì đi tìm những cái sự an ủi, đi tìm những cái niềm vui chóng qua chóng hết đó, thì tại sao chúng ta không đến với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện để trong giây phút đau khổ đó chúng ta được phần nào nếm thử cái mùi vị của thiên đàng, để rồi chúng ta ít nhất là trong một vài phút thôi cảm nhận được sự bình an vì có Chúa ở cùng mình, để thêm sức mạnh cho chúng ta. Như lúc đầu tôi có nói đấy,
Nhiều người cầu nguyện thì nói rằng, thưa cha, con nghèo nhiều năm nay rồi, con cầu nguyện xin Chúa mà con vẫn nghèo. Không biết thời tuần trước ông bà anh em nhiều người mua sổ số Mega không? Lúc mà nó lên hơn 1 tỷ đồng đấy. Ai mua sổ số Mega tuần trước giơ tay tôi xem nào, thú thật đi. Thôi ít người thôi, có nhiều người mua nhưng mà chắc xấu hổ không dám giơ tay. Và mua rồi thì có cầu nguyện là được trúng không? Tốt thôi, đúng rồi bác này. Phải cầu nguyện, phải hy vọng chứ. Tôi thì không mua. Nhưng mà cậu của tôi có cho tôi một vé. Tôi cũng thú thật cái điều đấy. Cậu tôi nói rằng tôi không mua, nhưng mà cậu tôi về mua cho mỗi người trong nhà một tấm vé số đấy. Tôi cũng cầu nguyện. Cầu nguyện có cái gì xấu đâu mà phải che giấu, đúng không? Thế không có gì che xấu thì chúng ta vỗ tay một chia chút nào nữa. Thế nhiều người nói rằng chúng con nghèo, nhưng mà bao nhiêu cầu nguyện vẫn nghèo. Chồng con hư đốn bao nhiêu năm nay làm cho con khổ lắm. Tôi đi nhiều nơi, rất nhiều các bà các cô đến chia sẻ về sự đau khổ trong đời sống gia đình. Rất nhiều thương bạn trẻ. Cái sự đau khổ mà nhiều người đang trải qua trong sau chúng ta, và trong đây có nhiều ông bà anh chị em chắc cũng đang trong đau khổ đó, không tưởng tượng nổi được với những đau khổ của họ. Họ cầu nguyện nhiều năm rồi. Hay có những người ốm đau bệnh tật, đã cầu nguyện nhiều năm rồi nhưng mà vẫn ốm đau bệnh tật. Đôi khi họ cũng cảm thấy thắc mắc, đôi khi cũng cảm thấy lung lay niềm tin, thực sự có Chúa không? Nếu có Chúa thật, tại sao bao nhiêu năm nay con cầu nguyện rồi mà con vẫn đau khổ, con vẫn nghèo, con vẫn bệnh? Hay là cách đây vài tháng thì có người gửi tin nhắn cho tôi nói rằng, nếu như thực sự có Chúa và Chúa nghe lời của con cái Chúa, thì tại sao chiến tranh ở bên Ukraine vẫn xảy ra? Tại sao Chúa lại để cho con cái Chúa phải đau khổ, những đứa trẻ vô tội phải chết vì bom đạn, vì chiến tranh? Thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nghe, Chúa thấu hiểu, Chúa biết, và Chúa vẫn đang giúp chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Có lẽ là vì lý do huyền nhiệm nào đó mà chúng ta, Chúa chưa cất những đau khổ, những đói nghèo, những chiến tranh ra khỏi cuộc đời, ra khỏi xã hội của chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn giúp đỡ của chúng ta. Bởi vì tôi chỉ nói như thế này, nếu Chúa không ban ơn giúp sức cho chúng ta thì chúng ta không thể chịu đau khổ được một ngày đâu, thưa ông bà anh chị em. Chính bản thân tôi chỉ có đau một đêm thôi, đã sống dở chết dở rồi, đã làm cho tôi xác tín niềm tin rằng nếu như không có ơn Chúa trợ lực thì chúng ta không thể chấp nhận được đau khổ vì chồng, vì vợ, hay vì ốm đau bệnh tật, hay vì nghèo khó chiến tranh được quá một ngày đâu. Chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay. Cho nên chúng ta không biết vì lý do huyền diệu gì những đau khổ vẫn còn đó, nhưng mà Chúa có ban ơn giúp sức cho chúng ta. Chúa có trợ lực cho chúng ta. Ngay cả trong buổi chia sẻ này, có thể là ở nơi đây đang có những người rất đau khổ, nhưng mà hy vọng mà qua bài chia sẻ này, qua những lời cầu nguyện, qua những sự quan tâm chúng ta dành cho nhau, nâng đỡ quý vị, để rồi quý vị tiếp tục cuộc hành trình đó. Có khi Chúa không cất đi những đau khổ của chúng ta, nhưng mà Chúa lại gửi những người bạn đến để chúng ta có người chúng ta trò chuyện, để người lắng nghe những đau khổ của chúng ta. Khi chúng ta đau khổ mà chúng ta biết rằng có những người cầu nguyện cho chúng ta, muốn giúp đỡ chúng ta cảm thấy được thêm sức mạnh. Khi chúng ta đau khổ nhưng mà chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang ở bên chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng vững bước hơn trong cuộc đời của mình. Điểm thứ năm, khi chúng ta cầu nguyện là nơi mà chúng ta biết Chúa và chúng ta biết chính bản thân chúng ta. Điều này rất quan trọng. Tiếng Việt chúng ta có câu rằng vô tri bất ngộ, có nghĩa là chúng ta không thể yêu mến ai hay là yêu mến cái điều gì mà nếu chúng ta không biết về người đó. Cho nên để cho chúng ta thực sự yêu mến Chúa thì một trong những điều kiện là chúng ta phải biết Chúa. Không biết Chúa thì làm sao yêu mến Ngài? Mà có yêu mến thì cũng chính là hời hợt thôi, nghe người ta nói thì làm vậy thôi, chứ cái nó không có sự sâu thẳm ở trong đó được.
Đó là lý do tại sao mà các bạn trẻ đó, trước khi đi đến hôn nhân thì họ làm gì? Họ tìm hiểu nhau, chúng ta tiếng Việt nói là gì? Họ tìm hiểu nhau, có đúng không? Cặp kè với nhau, tâm sự với nhau, hay nói cái khác là họ tìm hiểu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Phải biết rõ rồi thì chúng ta mới thật sự yêu thương nhau, mới ăn đời ở kiếp. Thế là với Thiên Chúa cũng vậy, để chúng ta có thể yêu mến hiểu biết, chúng ta mới yêu mến Thiên Chúa được. Trong khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang đi tìm hiểu Thiên Chúa. Vì vậy mà tôi nói rằng cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Khi người ta yêu nhau thì người ta muốn dành giờ cho nhau. Khi người ta yêu nhau, người ta thích lắng nghe nhau, thích trò chuyện với nhau, đúng không? Các bạn trẻ đấy, cuối tuần xin bố mẹ là cho con đi gặp bạn trai, bạn gái con, 10 giờ con về. Nhưng có khi thông thường là cũng phải 10 rưỡi, 11 giờ mới về. Mà nếu cho thoải mái, có khi sáng hôm sau nó mới về. Mà ở nhà đó, cả tuần, cả tháng nó học, nó làm về, nó chẳng nói bố mẹ một câu gì cả, đúng không nào? Nó đi làm về, cái đó lên phòng. Lên phòng tới giờ ăn cơm, nó không biết xuống ăn cơm nữa mà gọi xuống nữa sao? Nhắn tin cho nó từ trên lầu nó xuống thôi. Hay xuống ăn cơm xong nó lại đi lên lầu đóng cửa lại. Thế là cả một ngày, cả tuần cũng khi nó chẳng nói bố mẹ câu nào cả. Nhưng mà khi nó gặp bạn trai, bạn gái nói thì nó nói chuyện cả đêm không hết. Cho tôi mới nói rằng hầu như là khi người ta yêu nhau thì người ta trở thành lắm chuyện thì phải. Nói hoài không hết. Tôi nhớ là vào mùa vọng năm trước tháng 12 tôi đi giảng ở bên Virginia, trời rất là lạnh ở trên đó. Thế khi mà tôi nói tới là gia đình, vợ chồng phải tâm sự với nhau, dù già dù trẻ. Thế là có một cặp ông bà cụ, tôi nghĩ chắc ông bà cũng phải 80 tuổi rồi, đi gậy, đi xe lăn rồi. Khi mà tôi nói là vợ chồng phải tâm sự với nhau, ông hãy tay bà nhé. Thấy chưa, cha nói phải tâm sự đấy. Cho nên những ông bà anh chị nào đây mà không có tâm sự thường với nhau, tôi nên đi cảnh thức thì phao nào. Thế là cầu nguyện là để chúng ta biết Chúa. Mà biết Chúa không phải là biết một cách hời hợt. Đôi khi chúng ta là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ thực sự là có bao nhiêu người biết Chúa? Rất ít. Rất ít thương bà anh chị. Chỉ có khi chúng ta ngồi thinh lặng để chúng ta tâm sự với Chúa và để Chúa nói trong tâm hồn ta, chúng ta mới bắt đầu từ từ biết Chúa, mà biết Chúa một cách cá nhân, biết Chúa yêu chúng ta cách riêng như thế nào, chứ không phải là chung chung bởi vì lời của Chúa nói như vậy, hay là cha giảng như thế kia, hay là người nào nói như vậy, mà là chính cảm nghiệm của tôi thế này. Cảm nghiệm của chính cá nhân tôi. Tôi biết Chúa và biết Chúa yêu thương tôi như thế nào, Chúa đã tha thứ cho tôi như thế nào, Chúa đã kiên nhẫn như tôi như thế nào, bằng chính cá nhân kinh nghiệm của chính bản thân tôi, chứ không phải là của ai nói cho tôi biết cả. Biết Chúa theo cách đó. Rồi từ biết Chúa, chúng ta mới biết bản thân chúng ta. Và biết bản thân chúng ta quan trọng lắm. Tiếng Việt chúng ta lại có câu là gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một con người biết mình một cách giỏi giang đó, một người biết mình rõ đó, thì đã ít nhất là 65-70% thành công trong cuộc sống rồi. Biết mình, thứ nhất là gì? Đơn giản thôi. Biết mình có những khả năng nào Chúa cho để mình phát triển cái khả năng đó. Biết mình có những khuyết điểm nào để mình thay đổi, mình sửa. Thì như vậy thứ nhất là gì? Mình vừa có khả năng để phát triển bản thân của mình. Thứ hai là gì? Mình vừa sửa đổi con người của mình để mình sống dễ hòa hợp với những người khác hơn. Đó đã là thành công trong cuộc sống rồi. Biết mình, ví dụ Chúa cho mình ơn gì, để ngay cả việc là gì? Mình đi học ngành nghề gì. Nhiều khi các bạn trẻ ngày hôm nay thì cứ là ra trường lớp 12 đừng nghĩ rằng à, thôi, mình thích cái gì mình học ngành đó, hay ngành nào làm nhiều tiền mà lại nhẹ nhàng đi làm. Nhưng mà chưa chắc. Cho nhiều người ngày hôm nay ra trường nhưng mà không làm việc được, hoặc là lựa sai ngành nghề là bởi sao? Bởi vì một phần là chưa biết mình. Phải biết rằng Chúa cho mình những khả năng gì, mình học ngành gì nó thích hợp với mình. Thì làm nó mới thành công, có đúng không nào? Ngay cả việc lấy vợ gả chồng cũng vậy nữa. Chúng ta cũng phải tìm hiểu xem rằng Chúa muốn chúng ta lấy vợ, lấy chồng, hay là Chúa muốn chúng ta đi tu, hay là Chúa muốn chúng ta ở đời sống độc thân. Chứ không phải cứ lớn lên rồi thấy cô nào đẹp đẹp xinh xinh được cuốn về nhà. Thế là chúng ta phải biết mình. Và biết mình luôn như thế này này ông bà anh chị em. Cụ thể nữa.
khi tôi làm đồng hành với các thầy trong đại chúng viện đó, thì một trong những cái buổi nói chuyện của tôi với các thầy đó, gặp riêng các thầy, tôi sẽ hỏi các thầy rằng: thầy đã có bạn gái bao giờ chưa? Có cũng được, không có cũng được, nhưng phải trước đây chứ không phải bây giờ nha. Đi tu rồi mà còn có lăng nhăng để không được, nhưng mà trước đây, trước khi đi tu, thầy đã có bạn gái bao giờ chưa? Có thầy nói có thầy nói không. Ok, tốt. Thế giờ thầy có hay thầy không cũng được, nhưng giờ thầy có thể nào diễn tả cho tôi biết rằng cái người phụ nữ lý tưởng trong cuộc đời thầy là cái người như thế nào không? Người đó cao hay là thấp? Tóc dài hay tóc ngắn? Mắt đen hay mắt nâu? Tính tình như thầy có thể diễn tả cho tôi được không? Tại sao tôi lại cần muốn cái thầy diễn tả như vậy? Có phải tôi tò mò không? Không. Là bởi vì như thế này này. Tôi muốn cho thầy biết được rằng cái đối tượng phụ nữ lý tưởng đó, bởi vì tôi muốn cho thầy biết bản thân thầy. Lý do, ví dụ tôi là linh mục, năm nay tôi làm linh mục 19 năm rồi. Lúc nãy thầy Sáu nói tôi thụ phong năm 2013, nhưng thực sự là 2003. Cho nên là năm nay tôi cũng có một tí tuổi rồi đấy. Tôi làm linh mục 19 năm. Thế tôi đã làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ rồi. Chẳng có sao cả. Nhưng mà chẳng may đến một ngày nào đó tôi có một người phụ nữ đến gặp tôi: thưa cha, con có chuyện buồn trong gia đình, con muốn gặp cha để lĩnh hướng. Thế tôi gặp nói chuyện với người phụ nữ đó 20 phút. Khi người phụ nữ đó ra về, tự nhiên lại tôi cứ nhớ tới người đó. Tôi cứ nghĩ tới người phụ nữ đó và tôi mong gặp được lại người phụ nữ đó. Có lẽ là 19 năm qua tôi gặp rất nhiều người phụ nữ rồi, nhưng mà tôi chưa hề gặp cái đối tượng lý tưởng của tôi. Nhưng mà cái đối tượng lý tưởng ngày nay đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Tôi cần phải biết cái điều đó để làm gì? Để có những người phụ nữ tôi có thể gặp và nói chuyện 20 phút, 30 phút không sao. Có những người phụ nữ tôi không nên gặp riêng bao giờ, hoặc tôi không nên bao giờ gặp quá 15 phút. Bởi vì nếu tôi gặp quá cái thời điểm đó, hay tôi gặp thường xuyên, có thể là tôi sẽ sa ngã. Tôi phải biết mình, đúng không nào? Cái này không phải áp dụng cho các cha đâu, các ông, các bà cũng phải nhớ kỹ điều này. Đâu phải là lấy vợ, lấy chồng rồi sẽ không bao giờ thích đứa nào nữa, đúng không? Các ông, các bà cũng sẽ một ngày đó gặp cái người lý tưởng của mình chứ. Bà nào nói nguy hiểm quá này, thấy không? Thế là mình phải biết mình. Ngay cả các ông cũng vậy, các bà cũng vậy thôi. Sẽ có những người đàn ông, sẽ có những người phụ nữ mà mình không nên gặp thường xuyên và không nên gặp quá 15 phút. Mà không những là không gặp ở ngoài đời, mà không gặp mặt ở trên Facebook nữa kìa. Bởi vì tôi đã có những người giáo dân nói tôi: thưa cha, nếu cha đi giảng khắp nơi đó thì cha làm ơn đưa cái thông tin này ra cho con. Bởi vì ngày hôm nay xảy ra rất nhiều cái gì? Là ngoại tình ở trên Facebook. Nào là bạn bè cũ gặp nhau, hay là bạn học ngày xưa gặp nhau. Ở nhà thì lâu nay lấy chồng 15 năm rồi, thế chẳng bao giờ ông còn khen mình đẹp. Ông chẳng bao giờ khen mình có duyên nữa. Thế lên Facebook mấy thằng bạn trai học cực cũ nữa chứ. Trời ơi, sao em trẻ quá vậy, không thấy em già chút nào. Nghe sao nó sướng quá. Ai mà không thích được người khác khen có, đúng không? Mà giờ ở nhà với ông chồng này cả năm nó không hề khen mình một câu, mà vừa lên Facebook cái 3-4 thằng bạn học cũ: trời ơi em đẹp quá, nhìn em không già đi tí nào hết, thế nào? Mà em lại còn có duyên nữa chứ. Thôi hôm nào mình gặp nhau đó đi chơi đi, thế nào? Thấy chưa? Thế là vì vậy mỗi ngày đi làm về không muốn nói chuyện với chồng, không muốn nói chuyện với con nữa, cứ đi làm về là cái ngồi góc riêng là nói chuyện trên Facebook thôi. Bởi vì cái thế giới ảo nó đẹp hơn thế giới thật, đúng không? Cái thế giới ảo nó đẹp hơn. Nhất là ngày hôm nay các máy vi tính, điện thoại nó lại có cái hệ thống gọi là Photoshop. Lên nó ai cũng đẹp cả, lên đó ai cũng trở thành người mẫu hết đó. Cho nên nhiều khi gặp ở trên Facebook rồi ra ngoài không nhận được nhau nữa.
Nhưng mà tôi không biết sao cái trường hợp của tôi lại ngược lại. Đa số những bạn trẻ giáo dân gặp tôi thì nói rằng: thưa cha, nhìn cha ngoài trẻ hơn trên YouTube. Và hôm qua tôi ra quán còn có một bà nói chứ: trời ơi, cha ngoài đẹp quá. Thú thật tôi nghe tôi cũng thấy thích. Nhưng mà có khi tôi phải cẩn thận không những trong thế giới ảo mà trong thế giới thật luôn đấy, phải không nào? Nhiều khi thật thật ảo ảo nó không ai biết được cả. Cho nên vì vậy, chính trong cầu nguyện giúp cho chúng ta biết Chúa và biết cả bản thân chúng ta. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải sống thật với bản thân mình, phải khiêm tốn đủ để thấy được rằng những gì chúng ta có do Thiên Chúa ban cho tốt lành, và còn những gì chúng ta còn yếu đuối thiếu kém, chúng ta sửa đổi đi. Và chúng ta phải biết tránh những cái cạm bẫy mà chúng ta có thể sa ngã. Trong nhà tu chúng tôi, khi tôi giúp cho các thầy, chúng tôi nói là gì? Là các thầy phải tạo một cái appropriate boundaries. Tiếng Việt có nghĩa là gì? Là phải có những cái khoảng cách an toàn trong mọi mối dây liên hệ. Đúng, đề phòng cũng đúng. Cho nên ai mà chụp hình mà cứ đứng nép sát vào tôi quá, tôi sợ lắm. Tôi cũng cần phải có cái khoảng cách an toàn đấy. Mà tạ ơn Chúa là có nhiều bà con giáo dân rất là quan tâm tới các cha, các thầy, cho nên cũng bảo vệ chúng tôi, không mất tiền mướn security guard. Nhưng mà có người bảo vệ. Tôi nhớ là có một lần tôi đến giáo giảng một cái giáo xứ kia, thì sau khi giảng trời tối rồi, thì bác họ của tôi đến gặp tôi nói chuyện. Hai bác cháu đứng ngoài parking, thì bác ấy cũng năm mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà rất là trẻ trung mà còn đẹp nữa. Bác ấy cũng ăn mặc trẻ trung nữa. Đứng nói chuyện tôi ngoài parking đấy, thì thấy có mấy bà đứng xa xa cứ sầm sì. Cứ đứng chờ thôi. Chờ một hồi rồi các bà không kiên nhẫn được nữa. Các bà bàn với nhau, tiến lại gần tôi và nói với bác của tôi chứ: chị này, cần nói chuyện với cha cái gì nói mau lẹ thôi. Khuya rồi cha đi nghỉ chứ cứ đứng dưới bậc kinh như thế này. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện, cần có những giờ thinh lặng, cần có những giây phút hồi tâm để chúng ta đối diện với Thiên Chúa, để chúng ta mới thực sự cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách cá nhân, cá thể như thế nào. Như tôi nói, không phải Thánh Kinh nói như vậy, không phải là cha này nói kia, mà chính cá nhân chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu đó. Và chỉ có như vậy, nó mới sâu sắc, nó mới thấm sâu được mà thôi. Và khi chúng ta ngồi trước mặt Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu tập đối diện với chính bản thân của mình, Thiên Chúa như một tấm gương, như một cuốn phim, để cho chúng ta nhìn thấy cuộc đời của mình, chúng ta nhìn thấy con người của chúng ta trong tấm gương của Thiên Chúa, với những cái ưu, với những cái khuyết điểm trong con người của chúng ta. Để rồi những cái ưu điểm chúng ta phát triển nó, những cái khuyết điểm để chúng ta sửa đổi nó, để rồi chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, để rồi chúng ta mới cảm thông và bác ái với người khác, thưa ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng như hôm vừa rồi đó, nhà dòng chúng tôi có họp, thì trong một trong vấn đề chúng tôi có nói tới rất nhiều, đó là gì? Làm sao để tạo được cái tình huynh đệ bác ái trong cộng đoàn. Thế là anh em đưa ra nhiều ý kiến lắm, nhiều cái lý do làm sao để anh em có thể quan tâm đối xử huynh đệ nhau trong cộng đoàn. Nhưng mà cuối cùng thì có một người đưa ra cái này mà tôi thấy rất chính xác. Anh em đã nói như thế này: nếu chúng ta muốn có xây dựng được tình huynh đệ cộng đoàn, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Phải có một đời sống thiêng liêng cho thật tốt, phải có một liên hệ mật thiết với Chúa thật tốt, thì chúng ta mới đối xử huynh đệ với nhau được. Còn bây giờ trong gia đình chúng ta cũng vậy thôi. Chồng cứ nói với vợ rằng em phải yêu anh, em phải quan tâm tới anh nhiều hơn, anh phải tôn trọng anh. Rồi cha mẹ thì nói với con cái phải tôn trọng mẹ, phải biết ơn cha mẹ, rồi cha con cái này. Chúng ta chỉ nói người với người nhau, không có được đâu mà anh chị em. Điều đầu tiên chúng ta phải đến với Chúa. Và chính Chúa sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau,
Thiên Chúa như là cái super glue đó, như là một chất keo dán để dán chặt gia đình, vợ chồng con cái lại chúng ta với nhau. Không có Chúa, không có tình bác ái huynh đệ, không có sự cảm thông thực sự được. Tất cả chỉ là giả trá mà thôi. Nếu những sự bác ái, những tình yêu trong gia đình hay tình huynh đệ trong cộng đoàn mà chỉ dựa vào những kỹ năng của con người, nó chỉ là tạm thời thôi. Chỉ có trong Thiên Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa sẽ đưa chúng ta đến với nhau. Đến với Chúa, Chúa sẽ tặng ban cho chúng ta sức mạnh, sự kiên nhẫn, lòng cảm thông để dành cho nhau. Không ai thực sự yêu mến Chúa mà lại chẳng yêu thương anh em mình. Thánh Gioan tông đồ đã rất rõ là ai nói rằng tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình là những kẻ nói phét, những kẻ nói dối, những kẻ lừa đảo. Cho nên nếu mà anh chị em muốn cho gia đình mình, vợ chồng, con cái yêu thương nhau, gắn chặt với nhau, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ muốn sống bác ái huynh đệ với nhau, không gì hơn là hãy đến với Chúa trước tiên. Và Chúa sẽ gắn chặt chúng ta, Chúa sẽ đưa chúng ta, Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết yêu thương nhau như thế nào. Khi tôi giảng các đám cưới, tôi nói với các bạn trẻ như thế này. Khi các bạn đến trước nhà thờ, đến trước mặt Chúa và giáo hội để thề hứa yêu thương nhau, các bạn muốn yêu nhau như thế nào, vợ chồng con cái biết yêu thương tha thứ kiên nhẫn nhau nào, hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đấy. Chúa Giêsu chính là thầy dạy của tình yêu. Muốn yêu nhau như thế nào, hãy đến với Chúa. Chúa sẽ chỉ dạy cho chúng ta biết yêu thương vợ chồng con cái, anh chị em trong các cộng đoàn tu sĩ yêu thương nhau như thế nào. Cho nên trong cầu nguyện chúng ta sẽ biết yêu mến Chúa, trong cầu nguyện chúng ta sẽ biết yêu mến tha nhân. Và chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói là gì? Hoa trái, những hoa trái, những việc mục vụ đó, ngay cả các linh mục đi coi sứ đó, cái hoa trái của những công việc mục vụ cần phải được bắt đầu từ đâu? Từ đời sống cầu nguyện. Các linh mục phải cầu nguyện và cần có một đời sống cầu nguyện sốt sắng, để rồi qua đó mới là hoa trái, là cái việc tông đồ. Còn nếu tối ngày chỉ lo đi làm việc tông đồ mục vụ mà không có cầu nguyện thì những công việc đó từ từ nó cũng sẽ trở thành chai sạn mà thôi. Do đó dòng của mẹ Thánh Teresa Calcutta đó buộc các nữ tu trước khi đi ra phục vụ người nghèo hay là chăm sóc cho những người ốm đau bệnh tật, những người bị bệnh phong cùi, đều phải dành ít nhất một giờ để cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua Chúa Giêsu Thánh Thể mới là cái nguồn động lực, nguồn sức mạnh, nguồn tình yêu để cho các sơ mới có thể đi đến và đụng chạm vào những người phong cùi mà không sợ hãi. Con người ai mà chẳng sợ, ai mà chẳng ngại, nhưng mà phải đến với Chúa để rồi Chúa mới giúp chúng ta, để Chúa nhìn giúp chúng ta nhìn thấy rằng những con người ốm đau bệnh tật lở loét đó là hình ảnh của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu thật, để họ mới có thể đụng chạm vào. Chứ con người ai mà chẳng sợ. Tôi nhớ mà khi tôi là cựu chủng sinh năm thứ hai thần học thì chúng tôi có một cái khóa học gọi là CPE, viết tắt cho cái chữ là Clinical Pastoral Education, có nghĩa là đi làm mục thực tập học để làm mục vụ tuyên úy bệnh viện đó. Thì cái tuần đầu tiên chúng tôi vào bệnh viện làm việc thì chúng tôi có như cái tuần gọi Orientation Week, tức là được giới thiệu các chương trình. Thì trong cái tuần đó thì chúng tôi được đưa đến nhà xác, xuống nhà xác của bệnh viện đấy. Thế là họ mở cái cửa và cái tủ lạnh để xác người ra, các xác chết để trong đó, các xe mà nó, người ở Mỹ mà họ để trong những cái túi. Thế là cái người hướng dẫn tôi kéo một cái xe của một xác chết ra, mở cái zipper ra, kéo dòng tia ra, thì một người đàn ông người Mỹ chết rồi, bốn mấy tuổi, và được nói là ông này bị ung thư phổi chết. Lần đầu tiên tôi mới nhìn một người chết không phải thân nhân của tôi gần đến như vậy. Tôi sợ lắm, tôi sợ. Tôi đứng vào trong góc này, và về đêm đếm cả đêm tôi mở điện mà tôi vẫn không dám ngủ. Sợ chứ. Thế tôi nghĩ rằng chết rồi, bây giờ mới có nhìn một người chết vậy mà đã không ngủ được rồi, thì sau này đi làm thật ở trong đó thì làm sao mà ngủ đây. Mà cái tuần đầu tiên đó, khi mà tôi tới phiên, chúng tôi là có phải phiên nhau đi trực, mà khi chúng tôi trực đó là phải trực 24/24 cả ngày cả đêm, và có một mình tôi trong bệnh viện đó thôi. Thì ban ngày mọi sự không sao hết cả, nhưng mà cứ thông thường đêm tới lại mới có nhiều người chết. Tôi vừa đi nằm ngủ 11 giờ cái, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, 5 người chết.
Nên là tôi phải chạy, có người sắp chết là họ gọi là tôi phải đến để mà cầu nguyện với cái người đang hấp hối đó và cầu nguyện với thân nhân của họ. Hay là có những trường hợp mà khi họ qua đời, thân nhân có đó, họ đưa xuống nhà xác rồi, mà khi thân nhân đến thì tôi lại cùng với thân nhân đi xuống nhà xác đó để cho thân nhân họ được nhìn mặt người thân yêu của họ. Thưa ông bà anh chị em, với ơn Chúa từ từ tôi nó quen và tôi không thấy sợ nữa. Tức là chỉ có trong cầu nguyện với Chúa chúng ta mới có thể nhìn thấy, mới có thể trở nên bác ái với người khác. Vì vậy mà chúng ta phải cầu nguyện, nếu chúng ta thực sự muốn tha thứ cho nhau, muốn yêu thương nhau trong đời sống thì chúng ta vẫn có cái điều đó. Rồi cái điểm thứ nữa là trong cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta tự do thật sự. Chỉ có việc trung thành trong đời sống cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta tự do thật sự, không có cái gì khác cả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta chỉ dựa những cái điều chúng ta mong muốn vào những cái gì của trần thế này hay là của những người thân yêu của chúng ta đi chăng nữa, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bị thất vọng. Ví dụ, ai trong chúng ta cũng muốn vợ mình yêu mình nhất và yêu mình suốt đời, đúng không? Chồng cũng vậy thôi, vợ cũng vậy, cũng muốn người chồng của mình là mình là trên hết. Cái điều đó chắc tôi nghĩ ai, ông bà, anh chị em ai cũng muốn, đúng không nào? Nhưng mà cái điều đó tuy rằng chúng ta muốn nhưng mà nó không thực tế. Tại sao không thực tế? Là bởi vì chồng của chúng ta, vợ của chúng ta cũng là con người. Mà đã là con người thì nhân vô thập toàn, có nghĩa là sẽ có lỗi lầm. Làm sao có thể yêu chúng ta trọn vẹn duy nhất hoàn toàn được? Có một cái thực tế mà đôi khi nó hơi phũ phàng một chút. Là ngay cả những người yêu thương nhau nhất ở trần gian này, thông thường là vợ là chồng, đúng nào? Vậy nhưng mà vẫn có những lúc làm cho nhau bị đau lòng, làm cho nhau bị tổn thương. Có không? Có những người có lẽ là đau quá nói nên lời nữa. Hoặc là nói nhưng mà hầu như không còn sức lực nữa. Có. Cho nên khi chúng ta muốn cái điều đó, chúng ta hy vọng vào điều đó, và đôi khi chúng ta đòi hỏi cái điều đó nơi người chồng, nơi người vợ, nơi con cái, nơi cha mẹ của chúng ta, một cách nào đó là chúng ta đòi hỏi một cách quá đáng. Nó không thực tế. Cha mẹ nào cũng muốn là con mình là những đứa con khỏe mạnh, những đứa con ngoan ngoãn, là những đứa con vâng lời nhất, có đúng không? Nhưng mà con của chúng ta cũng là con người. Chồng của chúng ta cũng là con người, vợ của chúng ta cũng là con người, mà đã là con người thì nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo được, mà không ai hoàn hảo có nghĩa là gì? Là đều có lỗi, đều có những thiếu sót, sẽ có những lúc làm cho chúng ta thất vọng, có những lúc làm cho chúng ta bị tổn thương. Cho nên nếu chúng ta chỉ dựa cái niềm vui, sự bình an, hạnh phúc của chúng ta hoàn toàn vào vợ, vào chồng, vào con cái của chúng ta thôi, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị thất vọng và đau khổ. Nói như vậy tôi không có phải là tôi nói rằng hôn nhân gia đình là đau khổ, là chán, là không nên. Không phải vậy. Mà tôi chỉ nói tới cái thực tế thôi. Chỉ có nơi Thiên Chúa và chỉ có trong Thiên Chúa là đứng duy nhất, không bao giờ làm tổn thương đến chúng ta, không bao giờ phản bội chúng ta cả. Chúng ta có thể phản bội Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa thì không bao giờ phản bội với chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói rằng, bởi vì tự trong bản tính của Ngài, Thiên Chúa đã là sự trung thành rồi. Cho nên chúng ta chỉ tìm được sự hạnh phúc, tìm được sự tự do thực sự nơi Thiên Chúa mà thôi. Còn nếu chúng ta dựa niềm vui, hạnh phúc, sự bình an của chúng ta vào bất cứ một cái thứ gì trên trần gian này, thì sớm hay muộn, cách này hay cách khác, nhiều hay ít, chúng ta cũng sẽ cảm bị thất vọng và bị đau khổ. Đó là một thực tế. Tôi sẽ có giờ để cho ông bà anh chị em đặt câu hỏi. Và cái cuối cùng, đó là trong cầu nguyện sẽ liên kết cuộc đời chúng ta lại với nhau. Như lúc nãy tôi có nói, vì cuộc sống bôn ba, vì công ăn việc làm, vì những bất ổn trong gia đình, đôi khi vì tình cảm gia đình, vợ chồng con cái xáo trộn, đôi khi cuộc sống của chúng ta nó bị scatter. Như lời Chúa Jesus nói đó, ai không ở trong ta
ai không thuộc về ta thì người đó sẽ bị scatter, có nghĩa là gì? Là bị tản mát, bị rải rác. Rất nhiều cá nhân cũng như gia đình ngày hôm nay nhìn lại thấy cuộc sống của ta hầu như nó cứ rải rác làm sao đó. Gia đình của ta ngày hôm nay cũng vậy, nó cứ không có một cái gì đó để gắn kết lại. Thì chỉ có trong cầu nguyện thương bà anh chị em. Ngày xưa khi tôi còn là chúng sinh đi học đó, thì cha linh hướng của tôi thường nói như thế này này: con tin cha đi, con cứ cầu nguyện thì con sẽ học được bài. Tôi nghĩ là cái điều đó thì nó hơi mâu thuẫn. Không có giờ để học bài mà lại bây giờ lại phải cầu nguyện đi thì mới có giờ học bài, thì nghe nó mâu thuẫn quá. Ngày mai thi rồi không lo ôn bài, cứ lo cầu nguyện đi, có chắc là đậu được không? Nghe nó mâu thuẫn quá. Nhưng mà ngài cứ nói với tôi rằng: con tin cha đi, con cầu nguyện đi, rồi con sẽ học bài được. Tôi thử tập và đã có những lúc tôi thành công, không phải 100%, có những lúc thành công. Và tôi đã suy niệm tại sao ngài lại nói như vậy, thì tôi mới suy ra như thế này: tại sao cầu nguyện được có việc học bài? Thứ nhất, khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta tập trung vào Thiên Chúa, chúng ta có giờ lắng đọng xuống để chúng ta nhìn vào Chúa, nhìn vào cuộc đời của chúng ta, nhìn vào công việc của chúng ta một cách nào đó, chúng ta nhìn thấy sự việc nó rõ ràng hơn. Còn nhiều khi chúng ta cứ lo lắng bôn ba đủ trăm chiều, chúng ta nhìn sự việc nó không rõ. Tiếng Việt chúng ta có câu là gì? Giận quá mất khôn, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải xin Chúa ban chúng ta ơn bình an để làm gì? Bình an thì mới bình tĩnh rồi thì nhìn sự việc mới thấu đáo, mới rõ ràng, thì khi quyết định nó mới sáng suốt được. Thế là trong lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng động tâm hồn chúng ta xuống, thì chúng ta bình an, bình tĩnh, chúng ta mới nhìn sự việc rõ ràng. Thế là chúng ta mới biết sắp xếp công việc, sắp xếp như thế nào để cho nó hợp lý mà chúng ta học hành và làm việc. Cầu nguyện giúp cho chúng ta cái điều đó, giúp cho chúng ta nhìn sự việc rõ ràng hơn, tổng quát hơn, và giúp chúng ta biết sắp xếp công việc làm sao để cho nó có hiệu quả. Chứ không phải là cứ học nhiều mà thành công, không phải làm nhiều mà thành công, mà là chúng ta biết sắp xếp công việc và biết có những quyết định chính xác. Rồi cái điều nữa là tôi tin là gì? Khi chúng ta lo việc của Chúa thì Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Rồi bây giờ để tóm kết cái bài chia sẻ của tôi thì tôi xin tóm kết như thế này để chúng ta thấy được những cái điểm mà tại sao cái việc cầu nguyện, chúng ta nên khao khát cầu nguyện và ước ao cầu nguyện. Chúng ta ước ao khao khát cầu nguyện, lý do thứ nhất đó là vì Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện. Chúa đánh động chúng ta cầu nguyện. Chúa chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, hay nói cụ thể hơn, Chúa ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện. Điểm thứ hai, đó là chúng ta cầu nguyện là bởi vì Chúa đánh động chúng ta. Chúa là tác nhân đầu tiên, không phải tự chúng ta biết cầu nguyện, mà là Chúa đến với chúng ta trước, chứ không phải là chúng ta đến với Chúa trước đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi cầu nguyện chúng ta đến gặp Chúa, nhưng mà thực sự Chúa đã đến gặp chúng ta trước rồi. Cái điểm thứ ba, đó là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang bước vào một cuộc tình với Thiên Chúa. Cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu, cầu nguyện để rồi yêu mến Chúa. Điểm thứ bốn, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được nếm thử mùi vị của thiên đàng, để chúng ta được thêm sức mạnh, được thêm hy vọng, được thêm sự bình an trong những đau khổ chân chiên cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ năm, chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta biết Chúa, và chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết chính bản thân của chúng ta. Điểm thứ sáu, đó là chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta dễ cảm thông hơn với những đau khổ, những khó khăn của người khác. Chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta được trở nên bác ái, yêu thương hơn. Và điểm số 7 là chúng ta cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là con đường để cho chúng ta được tự do. Và cuối cùng, đó là chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta có thể nhìn rõ sự việc, chúng ta có thể gắn kết cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta lại với nhau. À, giờ đây tôi xin tạm dừng bài chia sẻ của tôi ở đây, để rồi tôi dành ít phút cho ông bà anh chị em, ai có thắc mắc câu hỏi gì thì chúng ta có thể chia sẻ. Xin quý ông bà anh chị em cho cha giảng thuyết Nguyễn Thiết Thắng một tràng pháo tay ạ.